Chào mừng bạn đến với kênh YouTube Bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Nhóm nữ sinh đánh nhau tơi bời ngoài đời vì mâu thuẫn trên Facebook, mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook, hai nhóm nữ sinh hẹn ra đánh nhau tơi bời khiến lực lượng cảnh sát cơ động phải vào cuộc. Chiều ngày 21 tháng 8, phòng cảnh sát cơ động, công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa phát hiện ngăn chặn một vụ nữ sinh lớp 11 tụ tập đánh nhau vì mâu thuẫn qua mạng xã hội Facebook. Trước đó Chiều ngày 20 tháng 8, sau khi nhận tin báo của người dân có một nhóm thanh thiếu niên tụ tập ở khu đồi Thông, xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột để đánh nhau, lực lượng phòng cảnh sát cơ động, công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng đến hiện trường. Tại đây, tổ công tác phát hiện có 12 học sinh, thanh thiếu niên đang tụ tập, trong đó có hai nữ sinh đang đánh một nữ sinh khác, bên ngoài, một số học sinh, thanh thiếu niên đứng xem và dùng điện thoại quay lại. Cơ quan công an xác định số học sinh, thanh thiếu niên từ 13 đến 19 tuổi, trong đó nhiều học sinh là của hai trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn và Cao Bá Quát ở thành phố Buôn Ma thuộc. Theo những học sinh này, do mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook giữa hai nữ sinh lớp 11 của trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn nên chiều ngày 20 tháng 8, kéo ra đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn.